món ngon bùng vị. Đang vui quá trời, đang á, cười hứng hứng hở, cười muốn thấy quá à. Xong cái quét. Báo động âm, báo động di chuyển, kiểm tra quân số vũ khí trang bị. Các bạn nhanh chóng vào thay trang phục, lấy vũ khí trang bị ra vị trí tập trung. Ủa gì hổ vậy? Tôi tưởng cháy. Tôi xin lỗi nhưng mà thật sự kiểu tình huống này là tình huống lần đầu tiên xảy ra, xong rồi nó rất đột ngột nên tôi tưởng chuyện gì xảy ra không ấy. Xong tôi tưởng là tự nhiên trong đầu phận lên suy nghĩ là ủa cháy cái gì hả? Cháy ở đâu hả? Sao vậy? Cảm giác hôm nay mọi người đang vui vẻ. Nhưng mà vui được một lúc thôi anh ạ. Đang vui thì đứt dây đàn. Thì em tít còi một cái. Thế là chạy hùng hục vào trong để lấy đồ thôi. Hỏi đồng chí tiểu đội trưởng thì lúc nào đồng chí tiểu đội trưởng cũng sẽ nói một bộ quần áo bằng mã anh ạ. Và thực sự anh là sau 3 ngày trong đây là chưa thuộc được mã của đồ, có khoảng 3 bộ thôi. Ừ đúng rồi anh. Ca bao nhiêu ấy. Và em nghĩ là với cái tình trạng như này thì bọn em sẽ nhớ được vào những ngày cuối cùng. Lúc đấy em không biết là nó có tác dụng gì hay không. Trong này nghe cái gì cũng sợ anh. Thôi coi cái là thấy sợ rồi. Nghiêm cái là đã thấy sợ rồi. Theo nguyên lý ngày xưa mà em đúc rút ra được ý. Ví dụ đánh roi chẳng hạn. Nhà có hai anh em mà bị đánh roi ý, thì hai thằng bị đánh sẽ đỡ đau hơn là một thằng. Bạn món lớn chín xu, bạn món ngon bùng vị.